Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay thứ sáu ngày 4 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các buổi làm việc với Thành ủy Huế và Thị ủy Hương Trà về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ thời kỳ 2020-2025. Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ hoạt động khai thác đá tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền thiếu nhất quán trong thực hiện. Xây dựng thư viện thân thiện để khơi dậy văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Nội dung sẽ được đề cập trong phần cuối chương trình. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thành ủy Huế về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ thời kỳ 2020-2025. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, nền kinh tế duy trì được sự phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế phát triển năng động, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 ước đạt 5.280 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.850 đô la Mỹ, doanh thu du lịch năm 2019 ước đạt 3.160 tỷ đồng. Trong gần 5 năm, tổng vốn đầu tư phát triển cho thành phố Huế quản lý đạt gần 900 tỷ đồng. Thành phố Huế huy động mọi nguồn lực tập trung triển khai dự án nâng cấp phát triển đô thị Huế, đảm bảo đồng bộ kết cấu hạ tầng bền vững theo hướng giữ gìn và bảo vệ tài nguyên di sản văn hóa, cảnh quan, thiên nhiên đặc sắc của Huế. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thành phố chú trọng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 270 tổ chức đảng và 197 đảng viên, giám sát 285 tổ chức đảng và 106 đảng viên, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh. Trong thời gian tới, thành phố Huế tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trước mắt tập trung thực hiện tốt dự án di dời dân cư ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế. Đánh giá cao những thành tựu đạt được của thành phố Huế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng thành phố Huế gặp nhiều vướng mắc khó khăn trong quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nâng cao đời sống cho người dân. Lãnh đạo thành ủy phải sớm có giải pháp khắc phục với tầm nhìn thành phố sẽ điều chỉnh mở rộng địa giới trong thời gian đến, xứng đáng là địa phương đi đầu trong các phong trào, trong huy động đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu Thành ủy phải cụ thể hóa, phải định tính, định lượng cụ thể các mục tiêu phát triển, phải có tư duy chiến lược, quy hoạch tổng thể và quy hoạch trên từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó có chính sách thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Để phát triển toàn diện, theo hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có buổi làm việc với Thị ủy Hương Trà về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ thời kỳ 2020-2025. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo của Thị ủy Hương Trà cho biết, giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế dự ước đạt bình quân 14,83% một năm. Đến năm 2019, quy mô nền kinh tế tăng 1,7 lần. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp. Tỷ trọng dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp đến năm 2019 chiếm 91% trong GRDP, tăng 2,3% so với năm 2015. Ngành nông lâm thủy sản giảm còn 9%. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt bình quân 17,7% một năm, cao hơn bình quân chung của toàn ngành kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 21% một năm. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu năm 2017 đạt 17 triệu đô la Mỹ, năm 2018 đạt 18 triệu đô la Mỹ, năm 2019 ước đạt trên 18 triệu đô la Mỹ, tăng 1,5 lần so với năm 2015.
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển đúng hướng, khai thác được lợi thế so sánh và duy trì được tốc độ tăng giá trị sản xuất khá cao. Năng lực sản xuất cả ngành công nghiệp được tăng cường, xúc tiến đầu tư sản xuất công nghiệp được đẩy mạnh. Có thêm 3 nhà máy sản xuất sản phẩm xuất khẩu, giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 2,93% một năm. Trong đó, ngành trồng trọt và lâm nghiệp có tốc độ khả tăng. Thị xã Hương Trà cũng đã chủ trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị với tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế để Hương Trà sớm có phương hướng khắc phục. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã chưa tương xứng với điều kiện tiềm năng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thấp, một số dự án đầu tư trọng điểm vào địa bàn chậm triển khai, đầu tư xây dựng khu công nghiệp Tử Hà còn chậm. Việc lập các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm của các ban ngành chất lượng chưa cao nên tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thị xã Hương Trà đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đảng bộ và nhân dân toàn thị xã đã tập trung nỗ lực khai thác, phát huy các lợi thế, khắc phục những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về kinh tế xã hội. Có 16 trên 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội có khả năng đạt và vượt so với nghị quyết đại hội đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, Hương Trà cần sớm khắc phục những khuyết điểm được chỉ ra tại buổi làm việc lần này, trong đó tập trung nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, kêu gọi thu hút các dự án đầu tư, quan tâm đến các thiết chế văn hóa, phát huy năng lực lãnh đạo điều hành của chính quyền, đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận các đoàn thể. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Hương Trà tiếp tục quan tâm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến tham gia của các ban ngành, đơn vị địa phương để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Tham dự hội thảo có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban soạn thảo, cùng lãnh đạo Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quân khu 4, Quân khu 5, Cảnh sát biển vùng 4 và Bộ chỉ huy quân sự các địa phương. Hồ sơ dự thảo luật được Ban soạn thảo chuẩn bị công phu, chất lượng, đã tiến hành lấy ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học. Đến thời điểm này, hồ sơ cơ bản được chỉnh lý bổ sung. Bộ cục của dự thảo luật gồm 7 chương 32 điều với các nội dung cơ bản gồm phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động biên phòng, hoạt động cơ bản về biên phòng, lực lượng biên phòng, hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi hoạt động biên phòng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức và trách nhiệm của cá nhân về hoạt động biên phòng. Tại hội thảo, các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ luật, tập trung vào một số vấn đề của nội dung dự thảo luật như hoạt động cơ bản về biên phòng, các nhiệm vụ, hình thức, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng, vị trí chức năng quyền hạn, hệ thống tổ chức của bộ đội biên phòng, việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức về hoạt động biên phòng. Từ các ý kiến, Ban soạn thảo sẽ chỉnh lý, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định giải trình, vận đầu hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo luật trên chính phủ vào tháng 1 năm 2020. Thị ủy Hương Thủy ngày hôm nay tiến hành hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2019. 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất ước thực hiện 17.840 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách đạt 399,2 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán. Các lĩnh vực tài nguyên môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng thường xuyên. Đến nay đã có 6 trên 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Thủy Vân, địa phương cuối cùng cũng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đang đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Hương Thủy đề ra mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, tăng cường phối hợp trong công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư dự án cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, người đứng đầu, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.
Hội nghị cũng đã quán triệt triển khai các quy định, chỉ thị của Trung ương và tỉnh ủy liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng thời lấy ý kiến thông qua dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình tại đại hội đại biểu đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại. Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh trong những năm qua ngày càng được đẩy mạnh, nội dung, hình thức thông tin và phương thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, linh hoạt, kịp thời. Bên cạnh đó, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại được tăng cường, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ hiệu quả trong các hoạt động thông tin đối ngoại, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, công tác đối ngoại và hợp tác về quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, quá trình khảo sát tại cơ sở ở một số cấp ủy địa phương trong triển khai thực hiện thông tin đối ngoại hiệu quả chưa cao, chất lượng và nghiệp vụ của đội ngũ tham mưu công tác thông tin đối ngoại còn hạn chế. Trực tiếp truyền đạt tại hội nghị tập huấn có nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn và Tiến sĩ Trần Việt Thái, Viện Phó Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao. Trong buổi sáng, các đại biểu được thông tin liên quan đến các chuyên đề về tình hình Biển Đông trong thời gian qua, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những tác động đến Việt Nam, một số vấn đề về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Buổi chiều là các chuyên đề về hoạt động thông tin đối ngoại và một số nhiệm vụ chủ yếu hiện nay, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cùng những kỹ năng cơ bản trong xử lý khủng hoảng thông tin. Sau một quá trình chuẩn bị nội dung và nhân sự, chiều nay, Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Thường trú tại Huế tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024. Chi hội Nhà báo Thường trú tại Huế mang tính đặc thù so với các chi hội khác, bởi hội viên là phóng viên của các cơ quan thường trú tại địa phương, hoạt động mang tính độc lập cao, địa bàn, lĩnh vực phụ trách rộng. Bên cạnh mục tiêu chung, mỗi cơ quan báo chí đều có loại hình báo chí và mục tiêu tôn chỉ riêng. Đặc điểm này chi phối đáng kể tới quá trình tác nghiệp của phóng viên. Ngay sau khi ra đời, chi hội đã đoàn kết bám sát yêu cầu nhiệm vụ Hội Nhà báo tỉnh giao phó, tham gia tích cực các hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức phân công. Bên cạnh đó, các hội viên chi hội đã bám sát tình hình kinh tế xã hội, nhất là những chương trình đề án lớn nổi bật của tỉnh để phản ánh qua các tin bài phóng sự. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, chi hội tiếp tục phát huy tinh thần báo chí cách mạng, tập hợp đoàn kết những người làm báo của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn ngày càng gắn bó, hướng đến tôn chỉ mục tiêu chung là phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời tiếp tục là cầu nối phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân với chính quyền, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đóng góp tài năng trí tuệ, tâm huyết của người làm báo vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước nói chung và quê hương Thừa Thiên Huế nói riêng. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn truyền thông phòng chống HIV/AIDS và chương trình điều trị các chất gian thuộc phiền bằng methadone. Tại buổi tập huấn, các học viên là cán bộ mặt trận thành phố Huế và các phường trọng điểm trên địa bàn đã được chia sẻ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, những nội dung chính cần truyền thông trong phòng chống HIV/AIDS, thực trạng và công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, truyền thông chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS, các phương pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, vận động người nghiện ma túy tham gia chương trình điều trị bằng thuốc thay thế người nhiễm HIV/AIDS mua thẻ bảo hiểm y tế. Với lực lượng nòng cốt tham gia tập huấn lần này là cán bộ mặt trận cả cấp, qua những kiến thức được chia sẻ, họ sẽ trở thành những hạt nhân để tiếp tục lan tỏa và giúp cộng đồng nâng cao kiến thức về công tác phòng chống HIV/AIDS. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khen thưởng cho ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép từ thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn Thừa Thiên Huế để ra Hà Nội tiêu thụ. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã biểu dương những thành tích đạt được của ban chuyên án. Đồng chí đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, có phương án kế hoạch phối hợp đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Trước đó, vào ngày 20 tháng 9, Công an Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án 919M, bắt giữ đối tượng có liên quan, thu giữ 15 gói ni lông, bên trong có chứa 30.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1973, trú tại thành phố Hải Phòng, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết vừa ra quyết định xử phạt một doanh nghiệp bán sim rác. Đây là lần đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt về hành vi này. Qua thông tin phản ánh chiều ngày 27 tháng 9 năm 2019,
Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với phòng PA03, Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất điểm bán SIM lưu động của chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Việt Nam Mobile tại Đà Nẵng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả kiểm tra phát hiện 58 SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra tại văn phòng đại diện Việt Nam Mobile tại tỉnh Thừa Thiên Huế, phát hiện thêm 76 SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước. Căn cứ điểm B khoảng 5 điều 2 Nghị định 49/2017 NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt số tiền 30 triệu đồng đối với hành vi bán lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước của chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Việt Nam Mobile tại Đà Nẵng. Tình trạng SIM rác hiện nay vẫn được bán trên địa bàn tỉnh. Người dân không cần giấy tờ tùy thân vẫn có thể mua để sử dụng một cách dễ dàng và không rõ mục đích sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế và Viettel Thừa Thiên Huế tổ chức ký kết phương thức thanh toán dịch vụ môi trường rừng bằng ứng dụng trực tuyến cho khách hàng là hộ gia đình, cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Viettel Thừa Thiên Huế sẽ miễn phí dịch vụ khi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ cung cấp danh sách các chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng sẽ được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng để Viettel Thừa Thiên Huế thông báo đến khách hàng, đặc biệt là các xã có lượng giao dịch lớn như xã Hương Nguyên, Hồng Hà, A Roàng, Hương Phong của huyện A Lưới và các xã Hương Lộc, Hương Phú, Thượng Nhật của huyện Nam Đông. Trên cơ sở danh sách từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Viettel sẽ chuyển số tiền tương ứng về các điểm giao dịch ở địa phương để người dân có thể nhận tiền dịch vụ môi trường rừng bằng tài khoản là số điện thoại di động. Thời hạn thanh toán chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày phía Viettel phê duyệt danh sách chi tiền dịch vụ môi trường rừng lên hệ thống và thực hiện phê duyệt qua hai cấp. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan, cơ sở dữ liệu của hệ thống Viettel chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng sẽ được tích hợp vào hệ thống WebGIS để các bên liên quan có thể theo dõi, giám sát. Như chúng tôi đã thông tin về các buổi đối thoại tìm kiếm giải pháp hỗ trợ người dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền ảnh hưởng từ hoạt động khai thác đá của nhà máy xi măng Đồng Lâm. Các buổi đối thoại này do Thường trực Huyện ủy Phong Điền tổ chức và đã có sự thống nhất với doanh nghiệp trong việc hỗ trợ bảo hiểm y tế mức giá 810.000 đồng mỗi người một năm. Tuy nhiên, mức hỗ trợ thực tế người dân được nhận ít hơn rất nhiều. Sự thiếu nhất quán, minh bạch trong hỗ trợ đã và đang khiến người dân địa phương bức xúc. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận ở khu vực gần mỏ khai thác đá vật liệu sản xuất xi măng của nhà máy Đồng Lâm. Những ngôi nhà vườn đang dần trở thành các lô cốt với 2-3 lớp tường rào, mái che, chỉ để chống bụi đá, hơi thuốc nổ. Điều đáng nói hơn, đang gây bức xúc cho người dân ở đây là lời hứa hỗ trợ mua bảo hiểm khám chữa bệnh với mức giá 810.000 đồng một năm. Nhưng khi kiểm đếm, ra quyết định hỗ trợ thì mỗi công dân ở đây chỉ nhận được 350.000 đồng. Nhiều người tỏ ra bức xúc và không kỳ nhận. Trước họ hẹn cho cái nguyên cái bảo hiểm. Bây giờ là họ kêu lên lạnh là họ cho 3 năm nữa thôi. Rồi 3 năm nữa chứ dân họ không biết lúc nào họ nói hết. Dân đây là bao nhiêu chủ độc hại. Hà Nội của mình là qua nhà tôi là nói chung là phụ vô nguyên mong cấm rồi tôi phải trải qua bên mỏ đá tôi ngồi. Đó mà tôi nói thôi đề nghị là chứ dí dơi thì không biết khi mô. Chứ là đại ý là cho dân là kể là chất độc. Đó mà chứ đề nghị chất độc lên là cho 3,5 năm mà nếu người mô có hộ khẩu nhưng mà có mặt ở đây thì nhận. Tôi có một đứa cháu mà 2 năm mà được không 6 ký. Vừa trước họ thực hiện mà những họ đòi họ hỗ trợ cho người dân được 350.000 một người mà họ có tính mạng của người dân rất rẻ. Quan tâm đến đời sống và những kiến nghị của người dân, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức đối thoại với người dân bị ảnh hưởng tại xã Phong Xuân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết. Qua buổi đối thoại trực tiếp của Thường trực Huyện ủy Phong Điền, đa phần bà con ở đây đều mong mỏi tái định cư ở một khu vực khác tương đối đủ điều kiện để sản xuất và sinh hoạt, tránh xa khỏi bụi, tiếng ồn mà đặc biệt là những tiếng ồn từ việc nổ mìn khai thác đá với khối lượng mìn vài trăm kg hoặc hơn thể nửa trong một lúc, mà chủ yếu vào giờ ăn trưa nghỉ ngơi. Mặc dù trong thời gian qua, xi măng Đồng Lâm đã có nhiều động thái tích cực trong việc hỗ trợ xây dựng đường xá, xây dựng nhà tình thương và an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp theo cam kết cần được thực hiện một cách nghiêm túc, nhất quán. Thời điểm này, tuần lễ học tập suốt đời đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương đơn vị.
Đối với ngành giáo dục, xây dựng thư viện thân thiện để khơi dậy văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền thanh truyền hình huyện Quảng Điền về mô hình thư viện đang được triển khai khá hiệu quả trên địa bàn. Những năm qua, đều đặn mỗi tuần, trường tiểu học số 1 Quảng Phú, huyện Quảng Điền trong chương trình học của các em. Học sinh mỗi lớp đều lên phòng thư viện để cùng ngồi đọc sách. Vào 15 phút đầu giờ học, ở mỗi lớp sẽ có từ 10 đến 20 em chia sẻ về nội dung, suy nghĩ, cảm nhận về những cuốn sách các em đã đọc. Phòng thư viện dành cho học sinh và giáo viên rộng rãi thoáng mát. Trong phòng có những chậu hoa được đặt trên các bàn đọc sách hay trên các cạnh cửa sổ, có không gian gần gũi với thiên nhiên. Em rất là thích đến thư viện. Hằng ngày em luôn luôn lên thư viện. Trên thư viện có rất là nhiều sách bổ ích để giúp em học giỏi hơn và làm văn giỏi hơn. Thư viện nhà trường với hơn 8.000 đầu sách gồm các thể loại sách đạo đức, truyền thiếu nhi, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách về chuyên môn giảng dạy dành cho giáo viên. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, nhà trường đã lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường đẩy mạnh hoạt động thư viện trường học, tăng cường cả kỹ năng và đam mê đọc sách cho trẻ em. Sự thay đổi rõ nét ở học sinh không chỉ thông qua những giờ đọc sách mà còn có thái độ tích cực phát biểu xây dựng bài, mạnh dạn đặt câu hỏi ở các giờ học khác. Thì từ có khi thư viện này thì hiệu quả chất lượng giáo dục của chúng tôi ngày càng là phát triển hơn, nhất là về các em là được đọc sách thì mở rộng kiến thức về môn tiếng Việt, làm văn hay hơn, môn toán các em cũng thông minh hơn, và cả cái trò chơi như là các trò chơi bổ ích trong cả cái câu truyền tranh thì các em cũng kỹ năng về tin học cũng như là vẽ tranh trên máy tính, và các hoạt động vui chơi cũng như là đoàn kết với các em, sự kết hợp giáo dục trong sách là lan tỏa cho các em để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách tốt nhất. Quảng Điền là địa phương làm tốt việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tại các trường học trên cơ sở thực tế để thiết kế mô hình theo một số quy định chung, còn lại dựa vào sự sáng tạo của thầy và trò để tạo được nét riêng. Qua đó, có sự so sánh học tập lẫn nhau giúp mô hình ngày càng hấp dẫn. Thư viện thân thiện là một bước đột phá góp phần làm thay đổi nhận thức của cả giáo viên và học sinh trong việc phát huy vai trò của thư viện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng đổi mới. Mô hình thư viện thân thiện không chỉ đem lại hứng thú đọc sách cho học sinh mà còn xây dựng ở các em thói quen đọc sách từ tìm tòi sáng tạo. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.